công ty hóa chất Trần Tiến trân trọng giới thiệu sản phẩm Fiberglass E-Glass Woven Roofing. Fiberglass E-Glass Woven Roofing, với tên gọi khác là lưới sợi thủy tinh E-Glass, có xuất xứ từ Trung Quốc, quy cách cuộn 40 ký. Gồm các sợi thủy tinh dài đan vào nhau dệt thành dạng vải lưới, có khả năng chịu nhiệt và cách điện. Được dùng làm vật liệu cách âm, cách nhiệt, chống rung cho các công trình công nghiệp, giúp làm tăng hiệu quả trong sản xuất. Có tác dụng tạo tính thẩm mỹ cho tường, ngăn sự hình thành vết nứt. Được thay thế ván ép đúc để dùng trong mái vòm máy bay. Có khả năng bọc phủ các loại ống khói, sàn tàu, tàu chở hàng, thân xe thể thao, các loại bồn bể và anten. Được sử dụng trong quá trình bọc phủ bồn xi măng, ống dẫn xăng dầu, ống thủy nông và các loại ống dẫn nước khác. Được dùng trong các thiết bị bảo hộ như mũ bảo hiểm, mặt nạ thể thao. Được thêm vào quá trình sản xuất các vật liệu như tấm lợp, mái che cửa sổ, ngưỡng cửa. Dưới đây là một số hình ảnh sản phẩm thực tế có tại công ty hóa chất Trần Tiến. Công ty hóa chất Trần Tiến hiện đang là đơn vị cung cấp các loại hóa chất cho nhiều đối tác, khách hàng lớn nhằm phục vụ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp cũng như cho phòng thí nghiệm. Để mua hàng, các bạn có thể liên hệ từ số hotline 0983 838 250 hoặc truy cập vào trang web hoachattrantien.com. Cảm ơn quý khách đã xem video, hãy đăng ký kênh để theo dõi các sản phẩm mới.